Ok, xin chào các em quay trở lại với channel của Huy Phùng PC, mình là Review. Bình thường thì đến mùa nhập học thì mình rất là hay nhận nhiều cái tin nhắn mang tên là: anh ơi, bây giờ bố mẹ em vừa cho em tiền nhập học thì làm sao để có thể là build PC mức giá ưu đãi ngon và vẫn có thể chơi được game. Thì bình thường là rất nhiều anh em chọn laptop, nhưng mà cũng có anh em là có những cái ngành học thì không phải là cần đến laptop. Và đây, nguyên văn inbox của anh đây thì có em nên bảo là bây giờ xem cháu anh, em là em của chị X đấy, thì bây giờ muốn có nhu cầu là mua PC về để học thì là ít thôi, còn chủ yếu là chơi game. Thì mình hỏi rõ là em học gì, thì chủ yếu là em vẫn chơi những cái phần mềm mà hiện tại, mà bây giờ hiện tại anh em đang chơi, ví dụ như cả Adobe Valorant hay là CSS2, xong rồi sắp tới là có cả vài tựa game mới nữa. Thì trong mức giá mà khoảng loanh quanh từ 18 đến 20 triệu thì bây giờ có nhiều cái phương án để build PC hợp lý. Nhưng với mình thì hôm nay mình sẽ cho anh em một cái giải pháp để là build một chiếc PC chơi game hợp lý cho mức giá 18-20, và đặc biệt nhất là all-in VGA. Và cụ thể đây, 18 triệu mình đã có thể build cho anh em một cấu hình với RTX 3070 Ti. Hãy cùng mình test game và chơi thử xem với bộ PC này thì cụ thể cấu hình linh kiện ra sao và nhiệt độ hoạt động của nó có ngon, có ổn định và anh em có phải đánh đổi cái điểm gì không nhá. Bắt đầu thôi. Và đương nhiên rằng nếu anh em nào đang muốn tham khảo những mẫu PC tại Huy Phùng PC, đặc biệt là những kiểu cấu hình này, i5-12400F, 3070Ti, Huy Phùng PC có rất nhiều. Dưới phần mô tả có link để chat với chúng mình luôn nhá. Ok, vậy thì cấu hình đầu tiên của bộ PC này thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ nói đến trái tim, đó chính là RTX 3070 Ti. Mã cụ thể của nó là RTX 3070 Ti Galax OC 1 click. Đấy, thì với cái mã sản phẩm RTX 3070 Ti này thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên ấy, thì mình ở đây mình sẽ chọn cái mã của Galax, tại vì là nó sẽ có mức giá thành rất là dễ chịu, rất là thoải mái để anh em có thể là build một cách gọi là tối ưu nhất cho cái mức giá này. Và đương nhiên rằng là với cái mã Galax RTX 3070 Ti thì các bạn sẽ vẫn sẽ là hưởng thụ rất là nhiều những tính năng đi kèm. Đó tính là chúng ta sẽ có là 8GB VRAM rất là lớn để chơi game hiện nay. Và mình thì hôm nay mình sẽ test game 2K trên chiếc máy này, tại vì 3070 Ti nó rất là mạnh mà. Đó, tiếp đến là về cấu hình này thì đương nhiên là đi cùng với cả con RTX 3070 Ti thì chúng ta sẽ có đây là một con i5-12400F. Anh em hoàn toàn có thể tối ưu xuống i3-13100F hay là 12100F hay là 10105F. Tuy nhiên ấy, mình vẫn sẽ khuyên các anh em nên lấy là i5-12400F. Lý do chính là nó có 6x12 luồng là đầu tiên. Thứ hai là giá nó rất là rẻ, nó chỉ hơn 2-3 triệu một tí thôi. Và cái giá này nó rất là hợp để về sau anh em có nâng cấp lên RTX 3080. Mình nghĩ là i5-12400F cần vẫn gọi là thoải mái. Và đương nhiên rằng là với mức giá chỉ hơn 2-3 triệu của nó thôi thì con này rất là xứng đáng. Đi kèm với cái bộ này thì đương nhiên mình sẽ chọn cho anh em một con B660R Riptide đến từ ASRock. Thì anh em có nhiều lựa chọn hơn, nhưng với mình thì con này hiện tại trên mức giá là rất là ngon. Và đây là một trong những con B660M bên mình build rất là nhiều cho mức giá PC khoảng từ 10 đến 20 triệu. Vì nó có thể cân tốt được i5-12400F. Và về sau nếu anh em có nâng cấp lên i5-13500 thì mình nghĩ là vẫn có thể cân tốt được với con B660R Riptide này nhá. Tiếp đến là với RAM. Thì ở đây mình sẽ chọn cho anh em hai cặp RAM cực kỳ đẹp và xịn sò đến từ Arata với mã là Spectrix D50. Và mã này là một mã có màu tối màu hơn những màu trắng bình thường chúng mình build. Và đương nhiên là mức giá của nó thì vô cùng dễ chịu. Và anh em thấy là LED nó làm rất là đẹp. Đi kèm với cái bộ RAM mà có cặp LED xinh như thế này thì cũng sẽ có một cái tản. Thì nếu anh em build 12400F thì anh em hoàn toàn có thể dùng tản stock để tiết kiệm chi phí. Ở đây thì mình sẽ cho anh em một cái giải pháp đắt tiền hơn một tí nhưng mà nhiệt độ hoạt động sẽ mát mẻ hơn, là một con Rosbo CR1000. Để tắt đi cho đỡ ồn anh em ạ. Bộ này thì mình sẽ để nó hơi ồn một tí để cho nhiệt độ mát nhất. Tới với CR1000 này thì đây là một trong những con tản mà là quốc dân rồi, và mức giá cho nó chỉ hơn 2-300 một tí. Thì mình nghĩ là lấy thêm cái tản khí để về sau anh em có tiện nâng cấp lên thì anh em cũng không phải đổi. Ví dụ i5-13500 thì anh em hoàn toàn có thể lấy được cái con tản này cân tốt ở khoảng hơn 70 độ. Tiếp đến là về vỏ cây thì ở đây mình sẽ chọn cho anh em một con vỏ gọi là hơi vừa tầm một tí, là con Antec AX20. Nếu anh em cố thêm một chút, anh em thêm 100.000, anh em có thể lấy được một vỏ Sigmatic 3F thì nó rộng rãi và thoải mái hơn một xíu. Còn với Antec AX20 này thì nó sẽ là khá là cơ bản. Đi sẵn đi kèm với nó là trước mặt sẽ có ba cái fan ở mặt trước đây. Đấy, và thiết kế thì nó cũng rất là nhỏ nhắn xinh xắn, và anh em có thể giấu được cái bộ nguồn đằng sau dưới này. Thì ở dưới này thì đi kèm với cả cái bộ PC này thì mình sẽ lấy một cái nguồn vừa phải. Đó là một con CSK750. Thì với CSK750 thì sẽ thoải mái cân được với con RTX 3070 Ti này thôi. Tiếp đến là về tùy chọn bộ ổ cứng thì bên mình thì mình sẽ chọn cho anh em tạo một cái ổ cứng là Lexa NM610.
Pro 500GB của Lexa thì nó sẽ là PCIe Gen 3 thôi. Tuy nhiên thì về tốc độ đọc ghi thì nó cũng là thoải mái cho bây giờ anh em sử dụng để chứa game. Đấy. Thì về tổng quan bộ này thì tổng kết là chúng ta sẽ có mức giá loanh quanh khoảng 17 đến 18 triệu. Thế nên là mình nghĩ là đây là một trong những cái gọi là build hiện tại là rất là cân đối và để anh em chiến game và không quá quan tâm về mặt ngoại hình lắm mà chỉ quan tâm mặt hiệu năng thôi. Thì cái hệ thống này mình nghĩ là rất là thoải mái để anh em về sau là có nâng cấp thêm một chút nữa thì vẫn cứ gọi là vô tư. Thế thì với hiệu năng của nó chơi game ra sao? Hãy cùng mình test những tựa game hiện nay ở độ phân giải 2K nhé, không chơi ở Full HD nhé, để xem là nó chiến game ra sao. Bắt đầu thôi. Sau cái quá trình mình test game thì anh em có thể thấy là Overwatch thì nó hay là CSGO đi chăng nữa thì với độ phân giải 2K ở những cái setting thiết lập ở mức cao thì mình thấy là không có điểm gì phải lăn tăn suy nghĩ gì cả. Và tiếp đến là với những tựa game nặng một chút, ví dụ như là Resident Evil 4 thì mình để setting ở mức 2 và ăn đến khoảng 3-4GB RAM gì đấy thì tổng quan của game nó sẽ ăn gần chạm 8GB thì mình thấy là nó cũng không phải đến gì để lăn tăn với con này cả. Resident Evil 4 Remake hiện tại mới ra thôi nhưng mà cái con 3070 Ti này vẫn cân tốt được ở độ phân giải 2K. Tiếp đến vài tựa game nữa như là Spider-Man Miles Morales hay là một For Honor chẳng hạn
Thì với mình thì mình thấy là nó chẳng điểm gì phải lăn tăn, hay là cô đã đi mua đồ phe 2019 thì mình test qua thì FPS khoảng 150 đến 200, mình thấy là quá ok rồi. Phải chăng là mình sắp tới sẽ phải test sang Call of Duty Modern Warfare 2 nhỉ? Tại vì nó mới hơn, chứ Modern Warfare 2019 thì có vẻ nó hơi cũ rồi, cũng được 2-3 năm rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn là nặng nha anh em nhé, nó vẫn có thể ăn gần hết VRAM của con 3080 Ti này đấy, chứ không đùa đâu. Và ok, anh em thấy sao về cái bộ PC này? 18 triệu, 17-18 triệu tùy mức giá anh em tối ưu. Thì nó có ngon không? Với mình, combo i5-12400F và RTX 3070 Ti là sự lựa chọn không tồi một chút nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.